Con gầm cám chi vậy tin? Ta cho cá ăn đi. À, em tin bóc đá phá này anh Ken. Phá. Tí bà nội ra quýnh cho mà coi. Nó bóc đất nè bà nội. Anh Ken lớn, anh Ken biết dơ nè. Em tin không biết dơ, biết sạch gì hết nè. Em đi bóng đất hay ghê không? Tin ra ngoài sao coi giường tin. Đi ra ngoài sao coi giường. Đây. Thì con đi cướp đây. Ừ, con đi trước đi. Đi ra xe hâm giường. Nó là mê bốc đất. Nó bốc đất mà nội ơi. Dạ mẹ. Dạ. Ủa Mạnh đây nào ạ? Đây là chị Men. Ủa điện thoại mới hả? Điện thoại mới hả? Còn mày đi thảo đúng rồi. Đây là anh Cu, anh Mạnh. Ủa gì kêu à? À cái đồ câu cá. Em tin vẫn đang bốc đất. Em tin này được 17 tháng rưỡi mà vẫn mê bốc đất.
Tin ngó gì dữ à? Rồi tí tắm luôn. Tắm mấy con ở dạy hả? Con nào tắm con ở dạy nha. Ừ. Em bay cùng luôn mà. À tin lì quá chà ra. Tin ngoài sao chưa Tin? Tin ơi, ra ngoài sao nhổ cây nè. Ra ngoài sao cho mấy nó. Đây 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 đây. Đây đây đây. Dạ. Lại đây để trên. Đưa nhà mày đang quay phim. Đi bóp đất từng chậu rồi. Dỗ quá ta. Mẹ lấy tiền đưa anh đưa mẹ ơi. Ê ê ê ê, phá bông bà nội hả? Tin. Ủa. Tin. Phá bông bà nội mày. Ai cầm rồi đất luôn. Ừ. Lấy tay ra nha. Cầm giùm anh. Ừ. Phá nè. Phá nè. Phá nè. Rồi cảm ơn. Ngó thôi hồi nãy giờ em tiên bóp băm của mày ốp nè. Giờ trong đây cho má thấy không? Em tiên bóp. Nó bóp cái bao đồng tiền luôn á. Bơ vô đây nhà lấy bơ. Cầm giùm em. Sao lại cầm? Mình lấy cái này ra. Ê ớ. Chụp, chụp qua bên đây đi. Hôm nay giờ em không phá rồi. Nó đi đâu à? Tôi mạnh đi đi đâu à? À là không nước. Ba cây.
làm kiên cố em. Dạ. Thì con giỏi rồi ta, con giỏi là. Không hả? Con giỏi rồi. Bao. Giờ nước. Trong quán á ba. Quán luôn, chợ nước hay sao á? Mẹ cứ vô nhà lấy. Tin này.